Ba con giáp phát tài 3 tháng đầu năm 2021, trùng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 và chẳng bao lâu nữa, năm Tân Sửu 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đứng trước thềm năm mới, có rất nhiều con giáp đang băn khoăn rằng liệu vận may tương lai của mình sẽ ra sao? Liệu mình sẽ là người giàu sang, sung túc hay vướng phải vận xui, may rủi, tai nạn thường xuyên? Trong năm mới, ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn và bình an đến với gia đình của mình. Trong năm 2021, có một số con giáp sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một số con giáp ngay trong ngày tháng đầu năm đã nhận được ngay những may mắn từ thần tài và quý nhân giúp đỡ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về vận mệnh của ba con giáp trong 3 tháng đầu năm 2021. Ba con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, may mắn từ công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên đều viên mãn. Vậy vận mệnh của ba con giáp này sẽ ra sao, có gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Hợi. Xin chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên trong 3 tháng đầu năm 2021, đó là tuổi Hợi. Tuổi Hợi ăn lên làm ra, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Theo tử vi 2021, vận trình của người tuổi Hợi may mắn được ấn quan trợ mệnh nên công việc suôn sẻ hơn, sẽ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Theo đó, cơ hội sự nghiệp nhiều lên, việc học hành thi cử cũng đạt kết quả tốt hơn trước. Tổng quan tử vi tuổi Hợi còn nhận thấy tài lộc của bản mệnh ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng mức công việc này đủ để bạn trang trải công việc. Bản mệnh còn nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình nên có thể thoải mái theo đuổi điều mình thích, không có gì phải lo lắng. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Công việc của bản mệnh trong thời điểm này khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công ăn, việc làm ổn định, bạn hoàn thành tốt trọng trách cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra, quý nhân đường vận, lúc vượng còn giúp bạn nhận được sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hay bại, cái chính vẫn là dựa vào sự phấn đấu của chính bản thân bạn. Bạn cần mạnh dạn, tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến. Nhưng bạn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng, bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với những người đang đi học hay đang có ý định học lên cao, bạn cần tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm mà làm lu mờ ý chí, bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Để sự nghiệp được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về phương diện tài lộc. Tử vi tuổi Hợi 2021 dự báo công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ. Việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra vào trong lúc này. Những bạn trẻ mới bắt đầu tư để kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ giúp của quý nhân tìm ra con đường phù hợp. Điều này sẽ hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Tuy nhiên, tuổi Hợi cần chú ý rằng ông bà ta nói tháng riêng là tháng ăn chơi,
Trong thời điểm đầu năm, có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi. Rất cần bạn lên kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, có như vậy bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy một khoản riêng cho mình. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ ba, về tình duyên, xa đạo. Người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh, sẽ vượng đào hoa, có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Bạn càng chủ động tạo cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù có phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, sợ sẽ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Nếu thay đổi cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của mình. 2. Tuổi Tỵ. Con giáp may mắn thứ hai đó là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ may mắn ngập tràn tiền bạc, cứ ao ao đổ về túi. Theo tử vi năm 2021, thời điểm đầu năm khá thuận lợi đối với người tuổi Tỵ ở hầu như mọi phương diện của cuộc sống. Tổng quan tử vi 3 tháng đầu năm cho thấy, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, bản mệnh có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu là người làm đầu tư kinh doanh, bạn có thể tạo dựng mối quan hệ với các đối tác, mở rộng ra các cơ hội làm ăn phát triển cho công ty. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá tính toán so đo vào chuyện được mất, nếu không sẽ vướng vào chuyện thị phi, làm ăn phi pháp hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy làm việc hết sức mình và thỏa mãn với những thành quả do chính bàn tay mình làm ra. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Tỵ cho thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ, ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Bản mệnh nhận sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời nhận được sự uy tín của những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng gặp phải không ít rắc rối, khó khăn trong công việc. Khuyên bạn hãy thử nghe theo lời khuyên từ những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được lối đi mới trong giải quyết công việc của mình. Thứ hai, về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong lúc này khá may mắn và thuận lợi. Người làm kinh tế có thể ký kết nhiều hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng, tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền khá trong suốt những năm vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư dả, thậm chí giúp đỡ được mọi người xung quanh. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Xem tử vi, nhờ cách cư xử khéo léo và chuẩn mực mà bạn ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo một ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, bạn nên giữ chú ý khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên thi vị. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, thu hút tài lộc, thì tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. 3. Tuổi Tý. Con giáp may mắn cuối cùng mà kênh Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay đó là tuổi Tý. Tuổi Tý tiền chất như núi trong nhà, làm gì cũng có tiền. Xem tử vi của tuổi Tý năm 2021 nhận thấy, tổng quan tuổi Tý có rất nhiều điểm sáng rực rỡ, nhất là thời điểm 3 tháng đầu năm. Bản mệnh đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều người gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không còn quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng sẽ ra tương đối thuận lợi, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả nên nếu bản mệnh không chú ý nghỉ ngơi, bạn sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi, thời điểm này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cơ hội để được đề bạt thăng chức tăng lương.
Đối với tài năng vốn có của mình, bản mệnh nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục khẩu phục, chuyện hợp tác sẽ ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí cũng có thể là người lãnh đạo tập thể, vươn tới thành công. Thứ hai, về phương diện tài lộc. Theo lý luận tử vi 2021, những ai đang đi làm nhận được đãi ngộ cao, vì thế cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định và có chiều hướng nâng cao chất lượng. Nếu bản mệnh có kế hoạch chi tiêu khoa học thì không cần làm thêm công việc tay trái, cũng có thể khá dư dả. Người làm bất động sản hoặc kinh doanh có thể chịu nhiều vất vả nhưng sẽ được hưởng thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thứ ba, về tình duyên gia đạo. Với những người đang lập gia đình, chuyện tình cảm vợ chồng hài hòa yên ấm, hai người đã sống với nhau đủ lâu để hiểu rõ tính cách của nhau cũng như có cách ứng xử thích hợp với những mâu thuẫn, bất đồng. Con cái trong nhà đa số ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết chăm lo cho bố mẹ. Với những người còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của người khác giới. Khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội để được tìm hiểu nhau. Để kích vượng sự nghiệp và tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được tài lộc, may mắn. Từ đó sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải vấn hạn, thị phi và mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là tăng cường mối quan hệ xung quanh bạn trở nên tốt đẹp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.